Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 11. Như vậy thì trong 3 clip trước, 2 tiết lý thuyết và một cái tiết bài tập ở cái bài số 1 thì thầy đã giải xong cho em và cái việc vận dụng ở cái định lý 2 ha, cái định lý 2 về giao tuyến của ba mặt phẳng ha. Nếu mà ba mặt phẳng đôi 1 cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc gì em? Hoặc đồng quy. Hoặc gì? Hoặc đôi 1 song song với nhau. Cứ đúng chưa nào? Thì bây giờ trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em một cái bài số 2. Ok, như vậy thì em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy, chia sẻ bài giảng giúp thầy và like comment tích cực để ủng hộ thầy em nhé. Cảm ơn em. Chúng ta thì có cái đề bài như sau em. Cho tứ diện ABCD. Tứ diện ABCD thì chúng ta đã biết cách vẽ rồi đúng không nào? Và ba cái điểm BQR, BQR lần lượt lấy trên ba cạnh AB, CD và BC. Đây, thầy sẽ so sánh ở đây với cái bài số 1 này. Nhìn vào cái bài số 1 này, nó không y xì như vậy, chẳng khác gì cả. Nhìn này, ở đây là cho tứ diện ABCD gọi BQR, thấy giống ở đây BQR không? Lần lượt cũng trên các cạnh B thì trên AB, thấy không? Nhớ không? Tìm giao điểm S, nó bây giờ là đi tìm S mà ở đây người ta đã cho S này. Thấy người ta đã cho S. S này ở đâu? Nằm trên đâu? Nằm ở trên DA. Được không? Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng BQR trong hai trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là BR song song với AC, các em thấy không? Nhìn này, BR song song với lại AC. Có được chưa nào? Trường hợp thứ hai nghĩa là nó rơi vào trường hợp của câu A này. Trường hợp thứ hai là BR cắt AC. BR cắt AC chứng tỏ là nó tại giao điểm. Thì cái tờ giấy ở cái bài số 1 thì thầy có giữ lại đây. Nhưng ở đây á, chúng ta nên đổi lại. Thầy sẽ lấy lại cái hình ảnh này, thầy sẽ không hủy nha. Các em đừng có nhìn ở dưới đây. Được không? Như vậy thì ở đây á, đây chính là R nè các em. Và đây chính là Q. Được chưa? Như vậy thì trường hợp thứ nhất đó chính là BR sẽ song song với AC. Các em thấy nè, trường hợp thứ nhất này, thầy đang nói ở cái bài số 2, đây là bài số 2 thầy tận dụng lại cái hình này để thầy giải thích trước rồi chúng ta sẽ có hiểu sao nha. Thầy không quỷ cái hình này nữa, thầy sẽ tận dụng hai hình này, được chưa nào? Như vậy thì ở đây, ở trường hợp câu A này, BR song song với lại AC thì khi đó cái S đó chính là giao điểm, kênh tham S đó chính là giao điểm giữa cái mặt phẳng BRQ đây này với cái đường gì, đường AD này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứng minh nha. Các em thấy giao của cái mặt ABC không? ABC với lại là ADC thì đó chính là gì? Đó chính là AC, là cái đường này. Cái đúng không? Giao của hai cái mặt này, hai cái mặt ở phía bên ngoài thì các em thấy được này. Thầy đọc lại là ABC với lại là ADC, đó chính là AC. Được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta có giao giữa, nghĩa là AC này chính là giao tuyến của hai mặt vừa rồi thầy vừa mới đọc, với lại là cái mặt ABC với cái mặt BRQ. BRQ thì đó chính là BR. Cái mặt ADC giao với cái mặt BRQ thì đó chính là cái đường nào các em? Đó chính là một cái đường thẳng D nào đó. Và cái đường thẳng D nó phải đi qua Q nha. Cái đường thẳng D đó nó sẽ đi qua Q và song song với lại hai cái đường này. Đây, theo cái tiêu đề clip giống như ở trong hình học phẳng đó, nó phải đi qua Q và đồng thời song song với AC với lại BR thì nó cắt ở đâu, nghĩa là nó cắt AD ở đâu thì đó chính là S, là cái giao điểm chúng ta cần tìm. Hiểu chưa? Ok, đó chính là trường hợp thứ nhất. Xong nha, đây cái hình vẽ này nha, trường hợp đây, được chưa nào? Còn đối với cái trường hợp thứ hai là BR cắt AC, đây R này, sửa lại nha, ở đây là Q này,
BR mà cắt AC thì đây cũng là cắt AC, như vậy thì chúng ta sẽ nối giùm thầy AC ở đây. Đó. Được không? Nếu như thầy có vỉ thì cũng vỉ lại ở xì như này thôi. Kiếm cái hiểu với thầy nó nè. Đây, AC này, BR nhau tại Y này. Thấy chưa? Và từ Y này chúng ta sẽ nối EQ, và EQ này nó sẽ cắt AD ở đâu thì đó chính là tại S. S này chính là giao điểm. Xong. Còn bây giờ thầy sẽ tiến hành lập luận chứng minh trình bày để các em hiểu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 2 câu A. Thầy sẽ lấy lại cái hình này. Thầy lấy cái tờ giấy khác đây nha. Vẫn có cái hình để các em thấy ha. Câu A này, bây giờ thầy đã nói rồi. Ta lập luận như sau, ta có này, ta sẽ đi tìm giao của các mặt phẳng nha. Để chúng ta đi tìm giao tuyến nha. Như vậy chúng ta có mặt phẳng ABC giao với cái mặt phẳng ADC thì nó sẽ bằng cái giao tuyến nó, đó chính là AC. Đây. Hiểu chưa? Tương tự như vậy, giao giữa mặt ABC giao với cái mặt là BQR thì đó chính là gì? BR. Có được không nào? BR. Giao giữa cái mặt ADC và giao giữa cái mặt BQR, đây chính là đường thẳng D ở đây. Được chưa? Mà ở đây AC thì nó lại song song với BR. Có đúng không nào? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được ba cái anh này sẽ song song với nhau. Như vậy chúng ta suy ra AC sẽ song song với gì? BR, và sẽ song song với đường thẳng D. Các em hiểu chưa? Đó. Mà các em thấy là Q thì nó lại thuộc CD, mà CD nó chính là con của mặt phẳng ADC. Và đồng thời Q thì nó cũng thuộc gì? BRQ. Chứ nó nên Q nó sẽ thuộc gì? Nó sẽ thuộc D. Hay D là đường thẳng. Đường thẳng đi qua đâu em? Đường thẳng đi qua Q và song song với AC. Trong cái mặt phẳng ADC thì qua Q chúng ta sẽ kể cái đường thẳng. Kể cái đường thẳng song song với AC thì thế nào, và nó cắt AD tại đâu? Tại S. Có được chưa? Vậy ta kết luận ở đây, vậy S nó chính là giao giữa AD với lại cái mặt phẳng BQR. Xong. Ở câu A đây, cái hình vỉa này. Được chưa nào? Kết lập luận nè các em. Rất rõ ràng và rất dễ hiểu đúng không em? Đó. Nằm tròn trong màn hình, các em muốn ghi chép gì đó thì các em ghi, bấm dừng lại nha. Bây giờ chúng ta sang câu B các em nha. Ở câu B này các em, thầy đây câu A xong rồi đó nè. Câu B thầy sẽ quay lại. Thầy sẽ quay lại. Đây. Câu B thì cái hình này nè các em này. Đây là câu B này. Cắt nhau tại Y này, nghĩa là AC nó sẽ cắt BR tại Q này, thấy chưa? À, tại Y à. Xin lỗi, tại Y nhưng mà nó tại R, tại Q liếu lưỡi ha. Nó bị nhầm. Các em ngờ câu B các em. Các em sẽ gọi Y là giao điểm nha. Giao điểm của BR. BR với lại là với AC ha. Với AC, được chưa nào? Như vậy thì ở đây ta có gì các em? Chúng ta cũng lập luận tương tự giống như hồi nãy. Ta đi tìm giao điểm giữa cái mặt ABC giao với mặt ADC thì đây chính là bằng AC. Giao giữa mặt ABC với cái mặt BQR thì đó chính là BR.
có đường nè, và giao giữa cái mặt ADC với mặt BRQ, đó chính là cái đường thẳng D. Cái đường chưa nào? Đó chính là cái đường thẳng D. Mà ở đây á, AC giao với lại BR thì phải ra bằng cái điểm Y này không nào? Đó, điểm Y. Nên ta suy ra AC, BR và đường thẳng D đồng quy. Đồng quy tại đâu? Tại Y. Cái đúng không? Đồng quy tại Y. Như vậy thì trong cái mặt phẳng ADC chúng ta kéo dài cái anh IQ không, thì ở đây nó sẽ cắt các gì? AD tại đâu? Tại S. Các được chưa nào? Tại S. Khi đó S sẽ thuộc AD và đồng thời S này nó cũng sẽ thuộc cái mặt phẳng BQR. Nó nên từ đây chúng ta sẽ suy ra S này nó sẽ bằng là AD, nó sẽ giao với cái mặt phẳng BQR. Đó. Xong, ta trình bày ký hiệu như vậy nha. Đây kìa. Câu B kìa. Rất rõ ràng và rất chi tiết và rất dễ hiểu nha, chẳng có gì gọi là phức tạp cả, đúng chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 3. Ok, nhớ clip cùng cá ủng hộ thầy nha em nha, chia sẻ bài giảng giúp thầy, like comment tích cực nha. Ok, cảm ơn em, chúc cho em vui vẻ và học tốt nha.